Loài chương trình của bản tin ngắn sợ thuế đang nhắm vào những người khai thuế vô đạo đức. Đó là những gì mà thật sự trong tương lai quý vị sẽ thấy rất là nhiều sự kiện chấn động. Rất nhiều sự kiện chấn động. Sự chấn động nó là gì? Sự chấn động nó là cả một câu chuyện mà cái dự luật của ông Biden thông qua đó, và để mướn 70 mấy ngàn nhân viên sợ thuế đó quý vị. Cái đó trong tương lai nó sẽ là một trong những cái mà quý vị sẽ cảm thấy rằng là gì? It's coming to you. Doesn't matter. Là sẽ đến với chúng ta, không cần biết quý vị là ai. Khoảng một năm sau khi Quốc hội thông qua hàng chục tỷ tài trợ cho sở thuế, cơ quan này công bố kế hoạch trấn áp những người khai thuế có hành vi đáng ngờ. Tin tức được ra trong bối cảnh sự giám sát ngày càng cao với cái khoản tín dụng phổ biến dành cho doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi đang dành nhiều cái nguồn lực để giải quyết một số người khai thuế vô đạo đức đang khiến khách hàng của họ báo cáo thu nhập thấp hơn hoặc yêu cầu quá cao về khoản tín dụng hoặc khoản khấu trừ. Quỹ viên sở thuế Danny Waffle cho biết trong bức thư thứ hai gửi cho Ủy ban Chủ tịch Tài chánh Thượng viện của Đảng Dân Chủ. Các chuyên gia thuế cho biết những người khai thuế này gây ra vấn đề cho người nộp thuế. Những người sau này có thể đối mặt với cuộc kiểm toán của sở thuế hoặc là nghĩa vụ thuế trong tương lai. Ông Short, một agent ghi danh và chủ sở hữu của công ty Young Flood Group, một công ty thuế có trụ sở tại Dallas, cho biết chúng cũng gây ra vấn đề này cho những người khai thuế giỏi phải đối mặt với sự phản đối từ khách hàng vì tuân thủ theo nguyên tắc. Ông nói tôi nghĩ đó là điều mà sở thuế cần phải ưu tiên hàng đầu. Đó là gì? Đó là những gì mà thật sự chúng ta hoàn toàn thấy cái năm tài chính của 2021-22 sắp tới đây. Sở thuế sẽ có hàng tỷ đô la để tiếp tục nhắm vào cái vấn đề kiểm tra thuế và kiểm toán thuế. Hãy chúc mừng đi. Hãy chúc mừng và cảm ơn ông Joe Biden. Từ từ rồi mình sẽ thấy tất cả những câu chuyện này nó sẽ cho chúng ta điều, nhiều cái điều bất ngờ lắm. Và đó là bản tin ngắn. Đây là lời cảnh báo đó. Đây là lời cảnh báo của ủy viên sở thuế đó. Cảnh báo. Để cảnh báo những kẻ khai thuế, những kẻ chuẩn bị. Nói chung là khi mà chính phủ nó hết tiền, nó sẽ tìm nhiều cách khác nhau để nó thọt vào cái túi tiền của quý vị. Và lạm phát là cái mà chúng ta không chạy khỏi được. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.